cô nhìn thấy cái da mặt của nó láng lên, nó căng lên. Cái thứ hai là cái cặp chân mày của cô nhìn thấy nó đẹp lên, rõ nét tí. Cái tiếp là cái mí mắt của cô này nó rõ ràng lên, nó không còn những cái rạch sâu nữa. Cái thứ ba là cái râu rồng của cô nó đã biến mất rồi. Trong lúc làm thì cô cảm thấy nó không có đau, nhưng mà cô cảm thấy nó hơi nhột nhột ấy. Cô rất là cảm ơn bác sĩ BB Thanh Mai. Nhờ có bác sĩ BB Thanh Mai mà gương mặt của cô đã trở lại đẹp như xưa. Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.